té giếng để rồi nửa tỉnh nửa mê. Câu chuyện tâm linh ngày hôm nay sẽ cho các bạn biết vì sao lại như vậy. Cùng nấu sôi bằng hộp cơm cắm điện của Mokato và nghe câu chuyện này nha. Quỳnh dám cá chắc 90% người dùng hộp cơm cắm điện của Mokato nhưng mà chỉ nấu cơm thôi chứ chưa bao giờ nấu sôi, đúng không? Thử đi rồi nhớ cảm ơn Quỳnh đã chỉ nha. Cảm ơn bạn Như Hảo đã gửi câu chuyện này đến bếp nhà Quỳnh. Mẹ của Hảo có một người bạn có đứa con tên là Khoa. Khoa năm nay 11 tuổi, vừa thoát khỏi kiếp nạn bị đeo bám suốt 1 năm trời. Năm 10 tuổi gia đình Khoa về quê chơi. Quê của Khoa ở Bắc Ninh, trong làng có một cái giếng to gần cây đa cổ thụ và mọi người nhắc nhở rằng con nít đừng có đến đó chơi. Khoa không có nghe lời, cùng với một vài đứa trong làng cũng rất là nghịch ngợm đến đó chơi. Cả đám tò mò lại gần nhìn xuống giếng sâu hun hút và đen thui. Bất ngờ cái thành đá của cái giếng ngay chỗ Khoa đứng sụp xuống, thế là Khoa rớt xuống giếng. Cái giếng rất là sâu cho nên khi mà Khoa rơi xuống dưới sau đó thì chỉ nghe tiếng vọng lại của Khoa khi mà Khoa gọi thôi chứ không thấy Khoa đâu cả. Đám con nít hốt hoảng đi tìm người lớn và may mắn là cứu kịp thời cho nên Khoa đã không sao. Tuy nhiên sau khi mà từ quê trở về nhà, Khoa có những cái biểu hiện rất là lạ. Lúc trước Khoa không có đeo bám mẹ đâu mà bây giờ tự nhiên đeo bám mẹ rất là nhiều, không muốn rời xa mẹ luôn. Khoa đòi mẹ mua đồ chơi này kia hoặc là bánh kẹo, nếu mà không cho thì Khoa sẽ khóc ầm lên. Thêm một điều nữa là Khoa không chịu đi học, Khoa rất là sợ ánh nắng, ở trong nhà là phải kéo rèm hết. Cách hành xử của Khoa giống như là những đứa bé 1-2 tuổi vậy đó chứ không phải là một đứa 10 tuổi. Vì Khoa không chịu đi học và la hét khóc lóc ầm ĩ cho nên mẹ cuối cùng cũng đã thuê gia sư về nhà để dạy cho Khoa. Nhưng mà thầy giáo nói bé rất là nghịch ngợm và không biết một chữ nào cả, giống như là đang dạy bắt đầu cho một đứa bé mẫu giáo vậy đó. Lúc này là cả gia đình cũng chưa biết Khoa bị gì đâu, cho đến cái ngày lễ Phật thì mẹ của Khoa mới đi chùa. Mẹ của Khoa có quen một sư thầy khá là lớn tuổi, khi mà nhìn mẹ của Khoa thì ông ấy nói rằng dương khí đang bị hút cạn hút dần, trong nhà đang có nuôi bông nhi phải không? Mẹ Khoa nói hoàn toàn không có, trong nhà không có nuôi bất kỳ bông nhi nào cả. Thầy mới hẹn với nhà Khoa rằng cuối tuần sẽ rảnh rỗi thì sẽ đến nhà Khoa xem thử. Khoa cảm nhận được rằng thầy đang tới nơi cho nên lúc mà thầy tới thì Khoa trốn trong tủ kêu hoài không chịu ra. Và sau khi cưỡng chế lôi Khoa ra ngoài được thì thầy nói rằng đang có bông nhi nhập vào Khoa. Thầy niệm chú và đọc kinh làm cho cái bông nhi đó đau đớn dữ dội. Sau đó nó mới kể rằng nó bị mẹ nó vứt bỏ khi vừa mới đẻ ra và vứt dưới cái giếng đó. Vì không ai cúng kiến và linh hồn của nó không siêu thoát được cho nên cứ quanh quẩn ở trong cái giếng. Khi Khoa té xuống giếng thì quá sợ hãi cho nên hồn phách của Khoa không ổn định, nó đã thừa cơ hội đó và nhập vào. Nó nói nó chỉ muốn tình thương của một người mẹ, nó muốn có một gia đình. Thầy kêu nó đi với thầy nhưng mà nó nhất quyết không đi, nó van xin cho nó sống thêm 1 năm nữa trong hình dạng con người này. Nó van xin thầy, van xin gia đình giống như là một ân huệ cuối cùng để rồi nó sẽ đi siêu thoát. Cảm thấy vong linh này thật là tội nghiệp cho nên cuối cùng gia đình cũng đã quyết định nhận nuôi nó và đặt tên cho nó là Nhân. Nhân có nghĩa là người, mong rằng khi còn sống trên thế gian này hãy là một người tốt và tích đức để có thể siêu thoát sớm. Vì thầy đã làm phép và cho phép nó sống ở trong gia đình này cho nên dương khí của mọi người không bị nó lấy nữa. Mặc dù bị chiếm thân xác 1 năm, tuy nhiên những ký ức mà trong khoảng 1 năm đó thì Khoa đều nhớ rõ. Và ngày nó ra đi thì Khoa đã trở về bình thường như trước.